Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người niệm Phật kinh gì với gì với mọi người nào? Niệm Phật nào? Niệm Phật. Rồi. Hôm nay vào cùng với lại các anh em tranh thủ buổi chiều Chủ nhật đi phóng sanh. Hôm nay đi thăm một cái bãi mới đẹp đó mọi người. Chúc cái đường đi hơi bị đẹp luôn á. À, cho nên là mời mọi người cùng đi phóng sanh nha. A Di Đà Phật, chúng ta cố gắng phóng sanh và làm nhiều việc tốt nha mọi người. Niệm A Di Đà Phật để sau này hiện tại thì mình ăn vui khi vãng sanh mình về A Di Đà để liệt khổ ta bà. A Di Đà Phật.
đi. Rồi. Nhớ rồi, sau này vào sân Cực Lạc để báo đáp ơn cô Hoa nghe. Ừ. A Di Đà Phật. Hôm nay cá không có con nào bị gì tội ha. Ơ kìa 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 kìa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, về với đại tự nhiên đang tu hành nghe chưa quý vị? Còn có nhập chưa ba? Thôi. Tôi chặt năm kìa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lên lại kìa. A Di Đà Phật, đừng có ra sâu nghe, ra là nó lọt chân ở dưới đó sâu lắm á, cái vực này sâu á. Rồi, mọi người niệm A Di Đà Phật kết duyên cùng mọi người coi, chắp tay niệm Phật hết coi. Rồi, ở đây có cái ngôi Tam Bảo đẹp không? A Di Đà Phật, hôm nay chúng con về với Phật ha, cầu nguyện thông anh Tam Bảo từ bi gia hộ cho chúng sanh một nơi bình an, tinh tấn tu tập. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chúng sinh ông làm tổ quanh Phật luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng tín niệm Di Đà, đồng sanh nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.